Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em xin gửi đến bà con cô bác anh chị hình ảnh của một cái đôi đôi bò đực. Đây trước mắt cô chú anh chị và các bạn là một cái đôi bò đực 3B. Một con á, thì được tầm khoảng từ 9 tháng bò. Bò rất là lực luôn. Bò này bò lở nha anh chị. Một con đực lở, đực 3B lở 9 tháng nè, anh chị thấy không? Lưng vai rất là lực. Xương sóc lớn ha anh chị ha. Mình coi anh chị coi dạng sân lưng của nó. Đây. Con đực 3B. 3B lở và một con đực 3B 3B cơ bắp. Đấy anh chị xem thấy không? Đực 3B cơ bắp. Rất là đẹp cho anh chị các bạn. Ở đây là tình hình về sức khỏe của nó thì em thấy ổn định ha. Đi đứng tình trạng đi đứng hoàn thiện anh chị thấy không? Từng mảng cơ bắp nó lộ rõ ra cho anh chị xem. Đấy, con đực 3B cơ bắp này nó được cái nữa là nó có cái màu khá đẹp. Đực này mà anh chị mua về làm bò đực giống cũng rất là tốt luôn ha. Nên anh chị coi. Mấy con này giống mấy con mà ở trong những cái danh thiếp của mấy ông bác sĩ thú y á. Anh chị coi sân lưng của nó này. Ghê gớm lắm những bò đực. Quay những cái góc độ này cho anh chị xem sân lưng của nó thấy không? Hết biết cái sân lưng cấp mình nó được 3B này là được 3B bông, được 3B bông cơ bắp nha anh chị nha, chân móng nè. Em xin báo giá cụ thể cho anh chị hai con đực này. Con này cũng cơ bắp nữa nè, nhưng mà điều nó thì nó lai máu mẹ nhiều. Con này ma lai máu mẹ nhiều, này cũng cơ bắp nhưng mà lai máu mẹ nhiều hơn ha. Anh chị thấy bò hết biết dàn đít, hết biết dàn lưng. Anh chị xem. Em mượn nha. Nè. Em lại gần cho anh chị xem nè. Anh đi đứng sát sát vô cái lưng, anh đi sát sát vô cho người ta xem giùm em bò này không. Bò này không phải bò nhỏ con nha anh chị nha. Bò này mới tập 9 tháng bò lở rồi. Anh chị thấy bò không? Hết biết bò không? Đó, bò lở bò ha. Đó, bò này khoảng gần 1m2 rồi. Khoảng 1m18 rồi đó. Bò lỡ bò. Chốt giá cho anh chị con này có giá là 23 triệu ha. 23 triệu. Bò lực dữ lắm. Sỏ ghim rồi luôn. Con này chốt giá cho anh chị giá là 22 triệu 500. 22 triệu 500. Rất là lực luôn anh chị. Anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì anh chị liên hệ ủng hộ giùm em ha. Đây chân móng nè, ngoại hình nè. Rất là đẹp luôn. Được cơ bắp. Con này thì tầm khoảng từ 7 tháng rưỡi bò ha anh chị ha. Đó, được cơ bắp hết biết không? Xương xương lớn nha. Anh chị so sánh giữa cái xương của con này với xương của con kia. Đó anh chị coi đi, bò không phải là bò nhỏ xương nha. Đó. Những con bò này sau này tải trọng của nó khá là cao. Anh chị nào mua vỗ béo thì đây là sự lựa chọn của anh chị luôn á. Mình lựa chọn là mình phải lựa những con bò lực như thế này, pin như thế này, cơ bắp nó như thế này. Về anh chị nuôi á, sau này nó lên rất là nhiều về cái tải trọng của nó nè. Anh chị coi cơ của người ta nè, mảng nào theo mảng đó nè, anh chị thấy không? Đít của người ta nè, mảng nào theo mảng đó nè, cơ bắp cuồn cuộn như vậy nè. Vậy không? Nó lên cơ thấy ghê không? Nó vậy mình mua nuôi nó mới lên, coi sân lưng của người ta nè. Còn anh chị ham rẻ, anh chị mua mấy con bò ốm, mấy con bò nó đang trong tình trạng sức khỏe không được ổn định, rồi anh chị mua về anh chị nuôi nhiều khi nó ngã ngửa ra nó chết. Rồi có phải là anh chị mất trắng không? Còn những con bò người ta, thịt cơ của người ta đầy đủ, đầy đạm như thế này nè, anh chị không mua anh chị chê nó mắc. Nhưng mà thật sự những cái con bò này mua về đổ là lên. Anh chị coi sân lưng, hết biết cái sân lưng luôn. Một cái đòn phải gọi là cực kỳ dài, nè anh chị thấy không? Nó đó, nó đồng thủ đồng dĩ, lưng vai lực với con mò này, con mò được lỡ nha anh chị nha. Đó, anh chị coi nè, mình ra mình lưng là lưng, vai là vai, thấy không? Có sân lưng, hết biết cái sân lưng không? Vậy anh chị không mua, anh chị mua con bò gì, đúng không? Anh chị coi cơ của người ta, cơ nào ra cơ đó nè. Đó rồi anh chị ham rẻ anh chị mua mấy con bò nhỏ nhỏ nhỏ. Bây giờ em nói anh chị mua con bò đực 3B cũng có giá 18 19 triệu là con bò thường thường đó. Mà mấy con bò được lỡ lỡ này em nói thiệt, về đổ là lên, đổ là lên. Nó đặt bò không có, nó không có sợ bị lỏng, nó không có sợ bị mà bị xuống. Bò này dứt sữa lâu rồi nên bò này đổ là lên, đổ là lên. Vậy thấy không?
hai con được lỡ, một con được lỡ với con được con này cắt sữa cũng được 1 tháng rồi ha. Đó anh chị coi, bò này không mua anh chị mua bò gì nhỉ? Đấy là sự lựa chọn của anh chị luôn. Đó, anh chị nào có nhu cầu mua bò được về mua vỗ béo là đây là sự lựa chọn nè. Rồi thì em cũng đến đây chủ yếu là ghi hình và báo giá cũng như là cam kết với anh chị bò khi giao đến sẽ được quyền kiểm tra với cái hình toán ha. Còn cái phần này là em nói với anh chị bò đi đứng hoàn thiện nha. Phần này là do mình nó nằm ở cặp mé cái miếng đan á, rồi nó bị lọt lớp da đó thôi, chứ anh chị thấy đi đứng cũng rất là ok ha. Đó, anh chị xem cảm thấy thích muốn mua thì anh chị liên hệ ủng hộ em. Rồi thì bò khi mà giao đến sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về ngoại hình ha. Bò này chiều cao tại phía sau khu của nó em đo cho anh chị coi, con này chiều cao tại phía sau khu là 1m05. Còn con này chiều cao tại phía sau khu là 1m17 nha anh chị nha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ giùm em. Thông báo đến bà con cô bác anh chị thì hiện bây giờ em đang có một chuyến xe ghép bò về Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đức Trọng ha. Bảo Lộc, rồi Bình Thuận, Ninh Thuận. Rồi anh chị nào có nhu cầu liên hệ ủng hộ giùm em. Bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.